Thanh Hóa chi 300 tỷ đồng nâng cấp đường ra cảng Nghi Sơn. Thanh Hóa sẽ bắn pháo hoa dịp khai trương năm du lịch quốc gia 2015. Xi măng Nghi Sơn được nhập khẩu cho bay. Dự án phòng dựng chính điện Lam Kinh bị chậm tiến độ. Bắt giữ 3 đối tượng cản trở việc thu mua nông sản tại huyện Như Thanh và Như Xuân. Ngư dân chuẩn bị cho chuyến ra khơi đầu năm. Sau đây là tin chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa được sử dụng 300 tỷ đồng để thực hiện dự án nâng cấp tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn, đoạn từ đường 513 đi cảng Nghi Sơn. Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm quản lý sử dụng số kinh phí được hỗ trợ trên đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật, chủ động sử dụng ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư đảm bảo dự án sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trước đó, tháng 8 năm 2014, Thanh Hóa cũng đã khởi công dự án đường giao thông từ cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn với tổng mức đầu tư giai đoạn đầu là hơn 4.000 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc bắn pháo hoa tại lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2015 vào ngày 3 tháng 4 sắp tới, nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, kịp thời động viên cổ vũ các sự kiện trong tuần lễ khai mạc. Theo đó, tuần lễ khai mạc năm du lịch quốc gia sẽ được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 4 tại quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Chương trình năm du lịch quốc gia 2015 tại Thanh Hóa với chủ đề Kết nối các di sản thế giới là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội tiêu biểu có quy mô cấp quốc gia và quốc tế nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu điểm đến, góp phần thu hút khách du lịch đến Thanh Hóa. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý cho thí điểm nhập khẩu cho bay đối với công ty xi măng Nghi Sơn tại Thanh Hóa. Cụ thể, công ty này được phép nhập khẩu cho bay trong 2 năm, 2015 và 2016, với số lượng không quá 200.000 tấn mỗi năm. Sau đó, từ năm 2017, công ty xi măng Nghi Sơn phải có phương án nghiên cứu để sử dụng cho bay trong nước. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành việc giám sát nhập khẩu và sử dụng cho bay của công ty này. Theo đó, cho bay là loại phụ gia khoáng được sử dụng để phục vụ sản xuất xi măng. Ưu điểm của công nghệ này là góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời tạo ra các sản phẩm xi măng phù hợp cho xây dựng nhà ở và các công trình vùng đất yếu hoặc thường xuyên có động đất. Dự án bảo tồn phòng dựng chính điện khu di tích lịch sử Lam Kinh tại huyện Thọ Xuân dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm 2015, nhưng cho đến nay mới xong khoảng 70% khối lượng công việc. Trước tình hình này, mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã yêu cầu chủ đầu tư là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của các bên có liên quan dẫn đến việc chậm tiến độ này, đồng thời lập kế hoạch thi công các hạng mục còn lại, đảm bảo hoàn thành dự án trước ngày 27 tháng 9 năm 2015. Dự án trên được khởi công xây dựng tháng 1 năm 2011 với tổng kinh phí 114 tỷ đồng, là một trong những công trình được xây dựng để phục vụ cho năm du lịch quốc gia 2015, được tổ chức tại Thanh Hóa. Ngày 9 tháng 3, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Như Xuân và Như Thanh bắt quả tang các đối tượng Đậu Đình Kiên, Trần Viết Thắng, Phạm Việt Dũng đang có hành vi gây rối trật tự công cộng và cản trở hoạt động thu mua sắn của người dân tại hai huyện này. Cả ba đối tượng trên đều sinh năm 1987 và trú tại Nghệ An. Tại thời điểm bị bắt, Thắng, Dũng và Kiên do một đối tượng khác là Phạm Hữu Phước chỉ đạo, đã đi xe ô tô 7 chỗ đến thôn Hào, xã Xuân Bình, Như Xuân, gây rối và tấn công một số người dân đang thu mua sắn tại đây. Hiện nay, Công an Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật. Tại cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, mặc dù thời tiết những ngày này vẫn đang mưa phùn, nhưng bà con ngư dân vẫn đang tích cực sửa soạn ngư lưới cụ và các ngư yếu phẩm chuẩn bị cho chuyến bám biển dài ngày đầu năm tại các ngư trường truyền thống. Ngay đầu năm mới thì chúng tôi đang chuẩn bị để đá rồi dầu mỡ rồi là tất cả ngư lưới cụ để sẽ đi ra vươn khơi. Để có đi có thể là tới 15 đến 20 ngày hoặc là 30 ngày. Thì chuyến đi này cũng hy vọng là làm sao cũng kiếm thu nhập lấy vài chục tấn. Chúng tôi đang chuẩn bị để vào một chuyến đi biển đầu xuân năm mới
thì trong mong sao được nó may mắn và chúng tôi sẽ gặt hái được nhiều hay là cái cá tôm để cho là chúng tôi có một cái động lực để mà những sắp tới để nhờ có những chuyến đi sắp tới nữa. Chúng tôi cũng có một cái rất mong muốn rằng như nhà nước có hỗ trợ thì đấy thì có thể là nâng công suất máy và tàu để chúng tôi vươn khơi xa để gọi là giữ được những vùng biển của mình. Trước khi ngư dân ra khơi buông lưới đầu năm, Ủy ban nhân dân phường Quảng Tiến đã tổ chức hội nghị triển khai ra quân khai thác thủy sản năm 2015 nhằm động viên và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của ngư dân. Chúng ta phải ghi nhận là cái sự chịu khó, nỗ lực, năng động sáng tạo của ngư dân. Có thể phải nói là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vay vốn, rồi huy động vốn để đầu tư những cái phương tiện mới có đủ tầm để vươn khơi vươn xa để làm kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đây là những cái mà chúng ta phải ghi nhận. Thế còn cùng một số cái khó khăn thì như chúng ta biết là bây giờ hiện nay nhân dân vào thì một số ý kiến nhân dân ấy là cái đường lạch là nó vẫn rất chỉ là nông, nó cạn, cho nên là ra vào là nó không chủ động, nó bị động. Cái thứ hai là cái cảng mỗi lần nó bốc rỡ hàng hóa đấy, thì cũng gặp rất nhiều cái khó khăn vì nó đông quá. Một số cái giải pháp đặc biệt là cái nghị định 67 về vấn đề tiếp cận cái vốn ngân hàng cũng là một cái vấn đề cũng đang khó khăn thách thức đối với người nông dân. Hiện nay toàn phường Quảng Tiến có 222 chiếc tàu với gần 2.000 lao động đang tham gia hoạt động nghề cá tại nhiều ngư trường khác nhau, trong đó có hơn 150 tàu công suất từ 300 cv trở lên. Sự quan tâm bằng những chính sách ưu đãi của nhà nước cùng với giá xăng dầu giảm đang là lợi thế để ngư dân phấn khởi vươn khơi bám biển, làm giàu bằng nghề biển.